Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 khởi nghĩa hai bà trưng và 40 năm thành lập hội phụ nữ Bộ Công an 8 tháng 3 năm 1983, 8 tháng 3 năm 2023, chiều hôm qua 7 tháng 3, Công an tỉnh An Giang tổ chức buổi họp mặt giao lưu và đối thoại giữa đảng ủy Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang và cán bộ hội viên hội phụ nữ Công an tỉnh. Ông Nguyễn Thiết Hùng, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Đại tá Lâm Phước Nguyên, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, giám đốc Công an tỉnh An Giang đã đến dự tại chương trình các cán bộ hội viên phụ nữ công an tỉnh đã chia sẻ tâm tư kiến nghị và đề xuất về vấn đề về chủ trương định hướng giải pháp để đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ hội viên đang công tác tại cơ sở dùng biên giới quan điểm chỉ đạo giải pháp cụ thể để bồi dưỡng bố trí vị trí công tác phù hợp tiếp thêm động lực giúp trao dồi kinh nghiệm kỹ năng công tác hội ở các đơn vị những ý kiến kiến nghị của các cán bộ hội viên phụ nữ công an tỉnh được ban giám đốc công an tỉnh trả lời thỏa đáng nhưng buổi họp mặt Chủ tịch Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Tiết Hùng đã trao bản tượng trưng tặng 20 căn nhà đại đoàn kết tổng trị giá 1 tỷ đồng của Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang cho cán bộ chiến sĩ công an tỉnh An Giang. Cũng tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôm lại truyền thống dễ dàng của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ trên toàn thế giới nhằm tuyên dương, khẳng định vị thế của phụ nữ trong từng lĩnh vực của cuộc sống, trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng xã hội văn minh tiến bộ. Đây cũng là dịp để các chị em phụ nữ công an tỉnh tự hào ôm lại truyền thống dễ dàng của phụ nữ công an nhân dân nói chung và phụ nữ công an tỉnh An Giang nói riêng. Trong không khí vui tươi đầm ấm của buổi họp mặt, Đảng ủy Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng những phần quà ý nghĩa và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ công an tỉnh nhà.